Rồi xin chào cả nhà Đen ơi với Trần Trọng với Văn Quá ơi. Đó. Hôm nay tính với Trần Trọng bồn cả nhà. Văn Quá với em Đen bồn đánh pizza clip tự do 70 điểm rồi cả nhà. Ơi cái nắp. Cái nắp đâu cái nắp? Có rồi. 8:25. Hai. Vô làm hai không trời. Hai điểm rồi cả nhà. Nè anh cầm gì luôn nè chứ không thôi là nó không gì nó cái chút gì nè. Một rồi nó lên gì nè rồi để xuống rồi nó chạy xuống để lên chứ mình để nắp ngoài cái giờ nó đi gió mình ghi nó không có mực á này nó cũng có đẩy được cái gì đó. Một 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 bên kia một vô luôn gì đây biết lắm mà uống trà đường bữa đánh trong tô bên đó gà ăn với Bắc Đức Văn Quá với Bắc Nằm tính tét cơ hoài luôn để phơi nhiều rồi bị tét với hụt trái không à. Còn bữa nay sao chắc chứ gì mới nữa 2-1 rồi nha. Rồi dính luôn rồi. Rồi hai điều Văn Quá ơi bắt tay Trọng bắt tay em Đen hai điều vậy tôi chẹo ra. Một rồi đứng ném ném đây nè. Một nữa là ba hai. Thằng Trọng biết đánh như bể hết rồi. Vậy bởi giờ cũng coi thịt căng với cái máy được đập đầu em á. Ba nữa. Sao? Hai. Ba. Bốn. Năm. Mấy gì vậy? Sáu. Nữa là 8. 8-3 về Văn Quá với em Đen. Ba.
Trời ơi, chạy qua chúng luôn rồi. Rùa nữa rồi. Một, mà xin lỗi. Chúng à. Xin lỗi cả nhà ơi, đánh nổ cho chúng bên đây nè, chúng mà chạy qua chạy lại với chúng. Hai. Trời ơi, đánh bi gì đâu rồi, đứng ngay trong người ta. Hai nữa là năm tám. Thường là nó trúng đây nè, không ngờ đâu nó chạy qua. 58 nhưng về dân quá dìm đen cả nhà. Gì anh cứu? Một nữa, chín năm. Anh khiều các con bò không giùm em ơi. Ba đánh ngay không ta? Ai cũng hay. Đua luôn mà dạ nó cả mặt thì ngon nha. Mỏng quá thì nó không ngon. Rồi luôn. Năm nữa mồi chín. Vàng vàng đủ luôn. Rồi vô mỏng luôn kìa. Một. Khi nào chạy dậu luôn nè. Rồi đến đó đó trời. Một nữa 11. Đến cúp B gì vậy? Cúp mà được, nhưng như nó nổ dữ vậy. Đang sợ cúp lại chạy vô dậu quá, nó không được chung nữa. Mà đại cái đỏ nó hở dễ lọt dậu lắm. Một. Hai. Kéo dê dê luôn.
Lỏng le luôn. Hai nó 11 đều văn quá ơi, bắt tay nè. Thằng Trọng ơi, bắt tay văn em đen kìa. Thả nhiều. Thấy ở đấy có được đâu mà thả nhiều. Rồi dư mỏng luôn kìa. Rồi, đánh hai đường luôn đó. Cố tình là quên trúng trái rồi. Đánh băng dậu thôi chứ thì sao lý. Thôi kìa trời, một điểm. Nghĩa là tuốt dưới này mà chạy lên tới đó luôn. Hai. Dư luôn kìa. 3 nữa, 14. 14, 11. Một. Hai. Ba. Ba nữa 14 đều. Đó cường đẹp bên tay trái á. Đánh gì ăn cu lê vậy luôn mà để bên tay trái á, nó canh đây đây rồi. Quá đồng điểm. 1. Hai. Ba. Ba nữa 17, 17, 14. Hiểu quá. Một.
đông. Hai bị gió bắt, gió bắt về bị gì mà tú đừng nói gì mà tú cũng vậy kéo qua này quá hay trời đã trễ quá hai nữa 16 đen ơi 16 17 xí vàng nhấp luôn đi thì như sựng lại bị đá rồi thấy không mình sớm vậy Quỳnh Anh đợi đi hồi ta nhóc chân đó nó không bị gãy nó bắt đầu bất thuận vậy lên ngon lành luôn làm hại nè nghe một nó bất thuận lên vậy ngon lành luôn ừ đi gian một nữa 17 tới 18 18 16 thế gian một quá trời mạnh đi trời trời ơi thấy nổ rồi trời ơi quá dữ một nữa 17 17 18 quá dữ một đâu có ra lấy ruộng đâu quý rồi ơi một nữa 19 19 17 ghi điểm này à, lết bóp thôi à, một công nhận tay đen dài chứ nãy hai trái rồi đó cái kia nãy vậy đó nó chồm như nó kéo vô một nữa 18 ghi bơi vô góc dậu á 18 19 một cái tài đâu nó sát bên rồi nó sát sát cháy luôn rồi ừ. Được một nữa 20 20 18 rồi dư luôn nó nhấp dính nữa đó đó nó hụt luôn đi nhấp lại đó không bởi vì dư nữa đó không một hai bị hơn cái gì mà ừ. Ba vợ qua rồi được rồi
Gì trời? Gì? Ba nữa, 21, 21, 20. Qua mặt một điểm. Rồi giờ làm đi đây. Đường xe mất mờ. Ra ra đi Trắng ơi, ra đi, ra đi. Nói ông thật ở đây đánh cũng ghê lắm, mọi người anh cu đánh ghê hơn thật nữa. Ừ. Nó hỏi anh Trọng đây chứ ông thật đánh cũng ghê lắm chứ bộ, mà đây thua anh cu trời. Đừng ra. Đánh đỏ im hơn. Số 21 20 nha cả nhà. Tính 21. Gần quá với em đen 20. Tính ra vốn anh em được tính tiền coi đó. Ừ. Ừ, quá vậy. Trời ơi. Trời ơi, phải. Đó. Quậy chơi. Một nữa rồi hai. Nãy giờ mấy trái chô đánh không được trời. 22, 20. Ủa tài thiệt chứ. Diễn được chứ, có khô rồi được rồi. Hai. Hai nữa, hai đều rồi nha. Ờ đem đen ơi. Nghe Trọng nói không nãy giờ đó. Thấy không? Nghe Trọng. Nghe Trọng nãy giờ nó nói không à, nó không được gì hết á. Ngay hỏi ra rồi. Bởi cái sọ luôn à. Rồi ơi, vô luôn. Nè nè, con chạy xuống nè. Hey. Hát dữ ta.
Bà rồi ba nữa chồng ơi, ba nữa 25 22. Cháy xa mà điện chu nổi mà cháy sát bên nãy giờ chu chút quá trời. Nghe anh Lợi lên tiếng là có điểm rồi đó. Rồi còn miếng dầu gà luôn. Một cái gì? Thôi mất đích luôn rồi. Rồi ơi. Hai. Ba. Quá bữa nay chàng trọng đánh mà anh em la trời không à. 4. Năm. Sáu. Chị hết học được chưa? Chị hết rồi đó đâu vậy? Năm năm mậu. Bảy. Nhiều anh nói nhiều. Anh nói nhiều. 100. Bảy nữa. 32. 32 22. Bảy có không anh? Ừ. Đến 32 22 22. Có. Hả? Một điểm. Rồi rồi rồi, bị anh quậy cười rồi rồi ơi. Một nữa, hai ba. Lên luôn con ơi, lên luôn. 23 32. Ôi số gánh đẹp. Ơi. Không thấy Giang kêu vô bia lên lửa mà sáng mắt liền. Hai. Trời ơi. 2 nữa, 34. 34 23. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ba bốn bốn nữa 27 27 34 quá dằn trọng xuống cấp quá trời ơi. Mấy nó khui ơn uống ơn đi lấy sức lại đi mà không. Hai bữa nè. Ừ. Thì thôi nè. Bữa nào đó, bữa nào còn bữa nay. Rồi hai luôn. Rồi. Hai nữa 29, 29 34. Rồi quýnh kìa. Chơi cái gì? Đó, đúng luôn. À còn. Kéo qua đây. Lên đen anh. Đó, 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 hết một ra xương hồi rút mẹo kẻ một nữa 35 29 cái bên cái hộp đó ở dưới đó một hai ba nói này kia nổ 3 triệu không bốn cậu gấp thôi cơ bốn nữa 33 35 một thôi xin lỗi luôn đánh đường đó đó vô ngày hai ở đây ai cũng thích hậu chứ
Gửi hồi hôm kia một điểm, mới hôm qua một điểm, mà chiều nay một điểm nữa đó, chưa tính đó. Không phải vậy. Rồi. Rưỡi điểm kiếm không mất đó. Ba nữa, ba tám. Ba cứ ra chạy từ sốc tay về đây nè. Ba tám, ba ba. Có ai đâu? Một. Quá đè được. Chán. Ba ơi, ba ơi. Hai. Ba. Còn mới nửa đường à? 4. Năm. Anh Hậu anh kêu chủ yếu qua đây không ai đánh da lỗ đó, anh kêu qua bên đây để cáp kèo đánh á. Chứ sao chứ đâu, chứ chứ ảnh đâu có kêu đánh với ảnh đâu. Đợi cái gì? Bảy. Đó anh Hậu anh điện cưng đó. Mày cứ chơi đi. Đang đi cơ, đúng quá, thiệt quá rồi. Nếu mày cứ chơi đi anh thử thích. Mà không biết anh Hậu nữa mà. Ừ. Mà nào quấy. Mà nghe, mà nào hai mẹ. Ảnh yếu, ảnh thấy bằng da lỗ lên trống đó, anh kêu qua đây để cắp kèo đánh đó, chứ không phải đánh với ảnh đâu. Ừ. Đúng, em cũng vậy nữa nè, thấy bàn giống trống là điện qua tưởng có kẹo gì không, ảnh là anh đánh à. Bảy điểm, bảy điểm. Dừng luôn. Bảy nữa, 40 qua mặt ơi. 40, 38 qua mặt ơi, chặn 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 10. Rồi nữa rồi đó, té dậu nữa rồi đó. Một. Hậu điện nữa rồi đó. Xe không? Không xe đẹp ơi. Ai nữa? Đánh làm gì mà chậm khóc luôn cả. Mới đi cơ bảy chậm khóc luôn cả. Ba. Thôi, 3 nữa, 43. 43, 38. Đây là gì cút xe. Hai. Chúng ta phải nghĩ
Và ô chạy đầu lao rồi. Không đáng lẽ là đỏ với vàng chạy đây chứ. Bốn năm thôi đổ rồi đổ rồi. Sáu phải cho nó đặt trong mỗi vậy. Rồi đó. Tám. Chín. Ở là biết rồi. Đó, ăn đi. Năm nữa cháu đi ta thôi. Xui vậy sao? Thắng. Trời ơi trời. Rồi, còn thở gọng tóc trời. Ôi. Đánh vậy nó tét cơ nó không có. Rồi. Ủa chín hả? Như vậy. Chín nữa 47. Chín hả? Dạ, 47 rồi 43. Có ghi gọi gọi 43 đó. Một. Ừ, đánh ngon lành về nó ngay bon luôn trời. Một nữa 44. Đâu phải gì mình bỏ một. À, 44 47 rồi nha. Trần Trọng điên điểm chưa tính. Một điểm rồi. Hai đu thấy mồi bia gót sẵn cái đời như kéo gót phơi liền trời. Quá trời ơi. Anh chịu ngồi phía bên đây. Đánh chọc cái chỗ. Căng này khó căng đúng không? Rồi. Hai nữa 49 49 44. Cô đang nhìn ra coi chúng trái không đây. Bên kia có tay quýt rồi. Đúng rồi. Một. Kia có tay rồi quýt. Chơi chơi kia mấy em chơi kìa. Đánh chùm chùm không tay á. Bồ đưa cơ vô. Xả xả phơi rồi. Một nữa 45 45 49. Có tay mới được nha. Hai
đổi là lại như vậy. Wow, chết bà đây lộn mép luôn rồi. Buồn. Năm. Ủa chạy đâu dữ vậy? Rồi, mới chạy xa rồi được. 5-4-4-5-3. Quậy đúng không? Mấy trái xa xa thì chô được, mấy trái gần nãy giờ chô chặt hoài luôn. Trời ơi, một. Rồi trời, tới dậu luôn kìa. Hai. Có dữ. Đánh hai giờ. Đánh hai dậu lý hay quá. Để lão nào lột ta làm lại thắng đây thôi. À rút luôn kìa. Ủa tứ băng hả, tưởng nó rút chứ. Ba. Có dữ. Chấp đi. Làm lo cũng chết. Bốn. Bốn nữa, 49. Phải không? 49 hả 50. 49. 953. Không. Chúng chúng chúng. Ờ gom dậu rồi. Đánh đường gom dậu cho anh coi coi. Hai. Bằng cô nghĩ ra chưa? Ba. Chơi về đâu, về đây tôi chơi chứ rồi tôi về. Bà. Vậy này cũng thả nập gì đâu. Bốn. Rút đỏ, rút vàng rồi luôn. Năm. Có bị à anh này. Có bị anh này rút vàng mới đúng chứ. Họ kéo nó nhẹ kìa. Sáu. Hồi nãy đánh cái nó hụt rồi đó, nổ rồi đó. Em đó có bị rồi. Sáu nữa, 59. 59, 49. Ừ, 59. Gắn cái nắp vô ngay chứ không thôi nó lem mật đó, nó không ra mật đó. Một. Không gắn để ngoài gió, cái nó ghi không ra mật đó. 25 hả? Một nữa, Văn Quá đi chẳng điểm á, một nữa 50. 50, 59. Ôi, lộn luôn. Thấy lộn. Mời cả nhà dùng bia với anh em đây nha. Nói là cái gì rồi
Có chi dùng đấy. Một nữa, 51. Năm một, năm chín. Một hả? Một nữa 60. Mấy thằng trọng đi điểm chẵn. 60 51. Một. Có năm. Cái chỗ đó đây chú. Ừ. Có khác nè anh Quỳnh anh. Một đếm này. Hả? Ừ này uống đi ngứa gì nữa. Hả? Một nữa 52, 52, 60. Trời ơi trời con lên lỡ bán nào. Có nhẹ lắm. Một. Chỉ bà đây xúc xích á. Nó làm phải như ba ngoài chợ bán rồi con á. Mà bán cũng rẻ, ký 160 ngàn, rẻ chưa? Nghe nói cái ham, ký 160 rẻ ha? Cái lụa ta đặt xong đi. Hai. Nó làm ba đời rồi đó. Nó làm ba đời rồi đó. Bi này mà sao đánh được? Thôi ơi sát luôn rồi. Biết nó lấy là có ai làm không? Anh cam sầu hai trăm. Anh biết sao luôn? Mấy năm nay cả năm nay rồi. Rồi bây giờ nó nghĩ lấy con dịch tay. Trời đất. Hai nữa anh ơi, hai nữa 62. Cái này đánh là có cái mẹo nhân á, đánh là dễ. Không có đâu. Anh để anh đầu đánh 9, 9 bằng 10 đó là chạy tay tay lên luôn, khỏi gần để phơi. Đi qua đây coi. Trời dâu không, nãy giờ chúng đều ghét hoài vậy. 1. 62, 52. À, lại vừa vừa thôi ông nội. Hết nội, hết ra đấy. Hai, rồi rồi. Ngày mai đó là vô vô cái này lúc qua keo nữa mà. Ngày mai cái bãi này ngon dữ dằn luôn, bãi này đúng phê luôn. Đúng rồi. Đúng chết rồi. Ba. Đèn kéo không khi nào mà giờ mà té cho anh vậy? Đến đó, phải không? Quái là được xem mấy ngày mà. Ừ. 4. Ê, cái chiều nãy là cái chiều thịnh danh á. Mẹ anh má, dũng như lên. Nãy giờ anh đi á. Rồi, quá đẹp. Không. Ủa, người ta đi bển người ta hai bồn nó đi đều chân á. Ừ nè đó, 4 nữa 56 dần quá rồi. 56 62. Đánh đổi cũng được vậy. Một trời ơi trời ơi. Đỏ tiếp. Mình thấy mất đâu mẹ chẳng lẽ nào lấy là một nữa 63 63 56 rồi văn quá đi cơ này tới luôn à cái cũ à đó bên gì đạo ngã rồi cái nắp mất tiêu nữa rồi mất tiêu rồi lọc dưới rồi một mất tiêu rồi đây để lâu ở ngoài đó sợ nó lem
2 à, mười mấy à, mười mấy với bảy à, ừ, bên kia mười mấy nữa, 14 nữa, và ừ, chứ anh nói 20 mấy xét các bên rồi đó, 3 điểm. Ổn. Năm. Nhiều luôn. Năm nữa là 62, ơi 61. Ổn. 61 63. Còn 9 còn 7. Quá nữa là 29. Tiền mấy giá luôn. Chỉ là nó đã 7 nữa là còn 2. Cũng thiếu luôn trời. Để đạn nó chạy lắm. Cái này mà chạy. Chô rồi ghé, sợ nó không tới, sợ đất cơ chô băng cái trời ơi, nhiên thiếu luôn. 1. Còn 7 điểm phải không? Để em anh tính này. Ừ, để em. 2. Rồi vàng chạy lên nó trắng chạy qua. Trời ơi, giết hoài à, con dính vậy. Vậy. Con dính 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 vậy. Năm nữa 66 63. Một. Hai. Ba. Trời ơi, gấp bơi rồi. 3, 5, 6 đều. 66 rồi, không 66 đều văn quá ơi. Sao tay? Ồ, giờ gà luôn đứt luôn đi anh. Một. Số đang mất giá. À, cái này biết rồi. Hai. Ơi gì? Ơi gì đen ơi, ơi này anh mới ơi nè. Này anh mới ơi nè. Anh
Là đang miếng gọi viên. Thôi cái này cũng buồn dữ lắm. Tao đã thua rồi nhưng mà đâu có muốn thì em thua thì cái gì nhau cũng được. Rồi bất tài. Tay Giang Quá ơi, cái tay em đen ơi. Thôi vậy là sếp bây giờ phần clip tự do này tính với Trần Trọng thắng em đen với Giang Quá cả nhà. Nếu cả nhà thấy sếp bây giờ clip tự do này hay hấp dẫn, cho team Nhân Tính IG với anh em bấy che một like một subscribe nha. Cái bật chuông thông báo nha. Team Nhân Tính IG ra nhà sếp bây giờ bao băng, bây giờ phần hay hấp dẫn. Cả nhà xem thư giãn, bây giờ là mình mệt mỏi nha. Cảm ơn cả nhà nhiều. Bye cả nhà.